Hello mọi người, hôm nay shop sẽ hướng dẫn cho mọi người sử dụng mẫu piano này nha. Mẫu piano này có mã là BX05. Đây, rất là nhỏ gọn nha, rất là tiện lợi cho việc di chuyển. Bạn nào mới tập piano thì mua này tập cũng rất là ok nha. Thiết kế rất là sang trọng, màu đen nhám rất là đẹp. Đây, mẫu này là bên mình có giá là 5 triệu nha. Chưa bao gồm chân đàn nha, nếu mà mọi người muốn full trọn bộ như vậy thì chỉ cần thêm 1 triệu nữa thì sẽ có trọn bộ như vậy nha. Ok, bây giờ mình bắt đầu vào luôn. Đây có màn hình LED nè mọi người. Đây, cái này là chỉnh volume nha mọi người. Đây, piano tông là cái chất âm khác của tông cái tiếng đàn này. Đây, mọi người muốn đổi tiếng đàn á thì mình đề nè. Rồi lúc này có rất nhiều nha, guitar, string đồ có hết. Metronome, tempo, đây, bật lên metronome. Mọi người muốn nhanh hơn hoặc là muốn chậm hơn thì đề nút này chỉnh. Đây, nhanh hơn. Đây, chậm lại, nhanh hơn. Rồi còn cái này là reverb nha mọi người, là vang nha mọi người. Khi mọi người bật lên đó thì cái tiếng của mình nó sẽ thanh hơn, nó sẽ vang hơn. Đây, bình thường nó là như vậy. Đây, bình thường tiếng piano là như vậy. Khi mọi người bật lên thì đây, nó vang hơn, nó thanh hơn nha mọi người. Đây, đây là demo, là trong bộ nhớ nó sẽ có soạn rất là nhiều bản nhạc trong đây. Đây, mọi người đây. Rồi còn một điều đặc biệt nữa là piano này có bluetooth đó nha mọi người. Khi mọi người muốn mở nhạc lên để đánh theo cái bản nhạc hoặc là mọi người muốn nghe nhạc thì có thể kết nối bluetooth nha. Đây mình sẽ kết nối thử cho mọi người coi. Đây nha mọi người. Đây, piano đây. Ok, mở nhạc lên nha mọi người. Đây, đây rất là to nha, rất là đã nha. Đây, âm thanh rất là to luôn. Đây, âm thanh quá là hay luôn nha mọi người. Ok, ngoài mẫu này ra bên mình còn rất nhiều loại mẫu khác. Đây, shop mình nằm tại địa chỉ 568 Hồ Văn Thụ, phường 4, quận Phú Nhuận nha mọi người. Mọi người có quan tâm thì cứ đến shop để trải nghiệm tốt nhất nha. Shop nhạc cụ Vũ Văn Quốc xin cảm ơn ạ.